ngày hôm nay chúng ta lại tiếp tục đồng hành với chương trình để đến với một ngôi trường cấp 3, đó chính là trường phổ thông trung học Thăng Long. Và hai vị đội trưởng ngày hôm nay chính là Nấm Lùn đáng yêu Mai Phương, đội trưởng đội tím. Tiếp theo là Tóc Xù Lý Lắc Minsu, đội trưởng đội đỏ. Ngay bây giờ chúng ta hãy cùng gặp họ nào. Minsu và Mai Phương xin chào mừng quý vị và các bạn cùng đến với chương trình Về Trường ngày hôm nay. Và hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đến với trường Trung học Phổ thông Thăng Long. Các bạn thân mến, ngày hôm nay đội đỏ và đội tím đã có mặt. Thế nhưng hai khách mời là ai? Ngay bây giờ hãy cùng chào đón nhé. Đầu tiên đội của em là một người mẫu chân dài miên man, đẹp thiết là đẹp, xinh ơi là xinh, tất nhiên là hơn chị rồi. Xin lỗi ha, khách mời của đội chị nè, chân cũng dài miên man, nói chung là gấp đôi chân chị và gấp đôi chân em đó. Đúng rồi, bây giờ là phải nhón lên. Mình cộng lại. Ngay bây giờ hãy cùng chào đón hai khách mời ngày hôm nay. Xin giới thiệu người mẫu Thanh Thủy và người mẫu Anh Tuấn. Oh yeah yeah, come on, anh Tuấn có mặt. Tôi làm lố dễ sợ chưa đem bất kỳ màu tím nữa kìa. Màu tím, hai đứa chúng mình là một đôi hồng đỏ. Và cái mục đích hôm nay của Tuấn đến đây là chiến thắng đội đỏ ha. Hay quá. Yeah yeah yeah. Yeah. Thủy, lên tiếng đi em. Muốn chiến thắng thì đừng có mơ. Yeah. Và các bạn thân mến, ngay bây giờ chúng ta hãy cùng nhau đến với vòng 1 được mang tên Ai Thông Minh Hơn. Học sinh của đội anh biết chắc rằng đáp án C là đáp án chính xác, đúng không các bạn? Và đáp án cuối cùng mà chương trình đưa ra
đọc câu hỏi xong á là bên anh Minh Xù với bên chị Mai Phương á là phải cử một người nào á nhanh chân lên chạy lên giành đáp án nha. A 10, B 12, C 15, D 17. 1, 2, 3 rồi. Sao anh chân dài mà sao anh lại bị chặt khớp rồi hả? Anh bị gì hả? Anh thua em rồi. Anh thua em rồi đúng không? Lát chị Mai Phương chị sẽ xử em. Chị Mai Phương hả? Để cho em. Trời đất, thấy chưa? Đây là nhổ chiến nha. Hiểu hả? Chuồn chuồn thường bay thấp, chấm đuôi trong nước. Thực ra đó là động tác gì của loài côn trùng này? A bắt mồi, B tắm, C uống nước. Chắc uống nước nè. D đẻ trứng. Uống nước, uống nước, uống nước. Tắm 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 tắm. Đứng lên vị trí của mình đi. Cái gì? Trời ơi, coi kìa. Trời ơi. Đội đỏ chạy lên trước. Nên bây giờ mời chị Mai Phương về chỗ để nhìn người trả lời. Thiệt rồi quá. Chị ơi không sao đâu, chị không về một mình đâu, chị về với em. Đi nè. Trời ơi. Câu của chúng ta là câu đi. Câu đi. Câu đi. Quốc gia nào có bức tranh điêu khắc trên đá to nhất, dài nhất thế giới? A Trung Quốc, B Campuchia, C Pháp và D Tây Ban Nha. Các anh chị suy nghĩ cho kỹ nha. Chị Mai Phương ơi, nhanh chân lên, cố gắng lên. 3, 2, 1, chạy. Trời ơi, chúc mừng chị Mai Phương đã chạy lên được. Và đáp án của chúng ta đó chính là vitamin C, C vitamin D và D vitamin B12. Vitamin E. Em thấy anh Minh Xù chuẩn bị nhanh lắm nè, chắc anh Minh Xù từng bị bệnh này rồi hả? Trời ơi. Em à, thật sự ra thì chị đâu cần nói. Thôi về em nhỏ mà bị bệnh nặng. Của nước ta? A Hà Nội, B Nam Định, C Vĩnh Phúc và D Phú Yên. Các anh chị chuẩn bị đi. Nè ba, em xích lên cho bạn. Hay quá em ơi. Và học ra là đội đỏ Phạm Quy, nên bây giờ em mời chị cùng C đây mày. Về. Về với đội của anh em. Quyên, anh Tráng. Yeah. Xoay vòng cái nào. Và đáp án của chúng ta là đâu? Hay quá chị ơi. Đáp án A Hà Nội. Chúc mừng. Và kết thúc vòng thi đầu tiên, số điểm của hai đội hiện giờ là như sau. Đội của chị Mai Phương tức là đội màu tím, chúng ta có 80 điểm. Chúc mừng. Đội màu đỏ là đội có Minh Xù, chúng ta giành được 130 điểm. Và chúng ta cùng đến với vòng tiếp theo của chương trình, đó là vòng đi tìm học sinh tài.
Xin chào mừng các bạn đến với vòng 2 của chương trình mang tên Đi tìm học sinh tài năng. Hai đội sẽ phải vượt qua được 3 nhiệm vụ do chương trình đưa ra để có được dữ liệu về bạn học sinh tài năng. Dựa trên dữ liệu có được, ai tìm được bạn ấy trước sẽ là đội giành chiến thắng. Và vòng này thì chúng ta sẽ phải đến với thử thách của chương trình đúng không? Đúng rồi. Em chuẩn bị tinh thần chưa? Dạ, chưa. Vậy đó hả? Bởi vì em có chuẩn bị thì em cũng thắng. Ây da. Nói làm nhục chí dễ sợ. Em biết rồi, ban tổ chức cho đề bài. Hai đội hãy di chuyển đến bảng thời khóa biểu nằm trong phòng giáo viên để thực hiện nhiệm vụ đầu tiên. Trước mặt các bạn là 400 tiết học của 13 môn, kèm theo đó là tên giáo viên giảng dạy. Phía sau mỗi tiết học có đánh số thứ tự từ 1 tới 100 và được lặp lại 4 lần. Tìm được 5 cặp số tương ứng, đội bạn sẽ nhận được nhiệm vụ 2. Rồi, 1 cặp. Sao rồi anh? Trời quá trời số luôn. Rồi. 2 cặp rồi. 11. Vật lý Mỹ. Bên nào? Trời ơi. Trời xong. 2 cặp. Trời ơi. Đâu rồi? Có nghĩa là mỗi người đây, đây. Đúng không? Đây, yeah, được 1 cặp. Bên góc bên kia nãy em thấy số 100 không? Có. Ở đây không? Dưới cùng. Toán rồi, lấy cái này. 100. Sao mà mẹ mạnh này? Trời ơi. Xong rồi. Mà đã có 7. Yes. Tiếp. Ta hỏi. Còn số khác hả? Anh tìm số mấy vậy? Đã xác định số chưa? Em ơi mùa xuân đến rồi đó. 44. Nhiệm vụ tiếp theo của đội bạn là phải tìm ra được bạn học sinh và thực hiện yêu cầu của bạn ấy. Bạn ấy là một vận động viên điền kinh cừu khôi, từng đạt tới 5 huy chương vàng cấp quận về bộ môn này. 59 nè, vật lý Mỹ nè, 59 nè. Rồi, ok. Kiệt kìa. Đi. Rồi, nhiệm vụ. Em là Lộc à? Và anh Phước Lộc. Em là vận động viên điền kinh đúng không? Dạ, đúng rồi. Nhiệm vụ tiếp theo của đội bạn là tìm được bạn học sinh và thực hiện yêu cầu của bạn ấy. Bạn ấy có năng khiếu vẽ rất nhiều thể loại, phong cảnh, chibi, thiết kế, trang phục. Tên bạn ấy có một chữ Hoàng. Rồi, đi tìm. Của em à, anh phải chạy đuổi với em từ đây xuống dưới tầng trệt. Thôi xong rồi. Chào cô. Thế nào, bạn tên gì vậy? Hoàng Trinh. À, đúng rồi anh. Nhiệm vụ của tôi là gì? Anh chị phải giải ra chữ này. Từ đây anh chạy lên chỗ hồi nãy. Long. Darren. Khác. À, em đếm tới 10. Nếu anh lên được tới đó thì anh sẽ nhận được. Ok. Rồi. Cảm ơn em nhá. Em uống. Anh cũng mệt tí uống. Đang què chân. Nhiệm vụ tiếp theo là mỗi thành viên phải dùng hai bề mặt của vợt tân quả bóng bàn được 20 cái trên không. Hoàn thành, đội bạn sẽ nhận được dữ liệu về học sinh tài năng. Cố lên các bạn, vỗ tay ủng hộ cho mình. Rồi,
yêu cầu này liên quan đến ngành nghề của Thủy. Cái của? Trời ơi. Biểu diễn catwalk. Đúng không em? Làm cái chuyện này. Trình diễn catwalk. Hoàn thành xong trạm 3, đội chơi nhận được hình ảnh về bạn học sinh tài năng. Từ hình ảnh này, đội nào tìm ra bạn học sinh trước là đội chiến thắng. Rồi bây giờ rồi bạn. Bạn nữ nào có đeo cái dây chuyền này tôi đi gai lớn luôn. Dạ lớn 2 1. Chỉ trình diễn tôi muốn xỉu. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. Baby, I love you. Với ai đây em? Đây là tóc của em đúng không? I love you, I love you. Anh nữ thôi, nữ thôi. Ủa em, baby, I love you là người ta tặng em hay là em tự đeo cho em vậy? Thôi nói chung là đội anh đã tới sau rồi. Em có thể nói cho anh biết là tài năng của em là gì được không? Tài năng của em là ca hát. Ngày cháu mới ra đời, bạn đã đi xa, cháu chỉ còn nghe lời ca về người trên đỉnh núi. Cháu chỉ còn nghe kể lại về người trên trèo cao. Tuyệt vời. Như vậy là chúng ta đã kết thúc vòng 2 với chiến thắng nghiêng về đội team. Nói chung là chị biết em định nói gì, Đỗ Thanh thì chị thua đúng không? Nhưng mà chị đỡ lại được sự danh dự của em. Các bạn thân mến, ngay bây giờ chúng ta hãy cùng nhau đến với vòng 3 của chương trình được mang tên Những Điều Muốn Nói.